Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tàn cơ bản, đó là tàn xe mã tốt đánh xe sĩ thượng bền. Thì thông thường cái tàn cơ bản này sẽ có hai trường hợp xảy ra chính. Đó là trường hợp là bên đen sẽ sử dụng sĩ thấp để có thể đỡ với cả xe mã tốt của bên đỏ. Và trường hợp hai là bên đen sẽ sử dụng là xe mã cao sĩ cao để có thể chống đỡ với cả bên xe mã tốt. Thì với cái trường hợp một, ví dụ như là bên đen mà sử dụng sĩ cao, thì chúng ta sẽ có một cái nguyên lý đánh rất là đơn giản thôi, đó là dùng mã đổi đối sĩ, sau đó là dùng xe tốt để có thể giành chiến thắng. Thì với những cái hình cờ như vậy, như thế này chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ dùng mã đổi đối sĩ. Ví dụ như trường hợp trên hình màn hình chúng ta đang thấy, thì bên đỏ sẽ chuyển xe qua lộ 4, bên đen dừng xe lên, thì chúng ta mã 5 tấn 4 đổi đối sĩ thôi. Đổi đối sĩ thì đây chúng ta sẽ thấy là sẽ ra cái hình cờ là xe tốt đánh với cả xe đối voi. Đấy, xe tốt đánh xe đối voi. Thì hình cờ này thì bên đen sẽ rất khó có thể chống đỡ được. Bên đen là thượng tướng lên, thì chúng ta chuyển xe qua. Đen lên voi với mục đích sau này có thể đi tướng lên tầng 3. Thì chúng ta lại bình xe lại bắt cái con tượng đáy. Con tượng đáy chúng ta có thể thấy là chắc chắn là sẽ chết rồi, tại vì nếu như mà ở đây mà lên ngũ thì sẽ bị đâm chiếu và đá tốt vào thì chắc chắn là không thể đỡ được. Đây thì chúng ta sẽ đơn giản án tượng thôi. Đen bình xe qua thì chúng ta chuyển xe qua lộ 6. Đen chạy xe vào ngũ thì đá chiếu, thoái xe về bắt cục, treo voi. Sau đó là thoái xe về bắt cục. Đến đây thì chết đốt voi và chắc chắn là bên đỏ sẽ giành chiến thắng. Ta cùng xét đến trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai chính là bên đen sử dụng sĩ thấp. Thì với cái trường hợp sĩ thấp này thì cái chiến lược xuyên suốt chúng ta quan trọng, nó chính là làm thế nào để chúng ta chiếm được cái cửa tướng. Cái cửa tướng của bên đen rất là quan trọng. Nếu như chiếm được cửa tướng là chúng ta sẽ rất dễ có thể giành chiến thắng. Thì muốn chiếm được cửa tướng thì chúng ta phải làm như nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi theo đúng như nguyên lý thôi. Cứ bước 1, di chuyển xe mã tốt chiếm hàng binh, mã tốt ngược bên. Chúng ta cũng hoàn thiện bước 1. Còn đến đây thì bên đen có hai lựa chọn là về tượng hay xuất tướng đều giống nhau thôi. Hay thậm chí là chạy xe mặt cũng giống nhau hết. Vâng. Sau khi đã hoàn thành được bước 1 là chúng ta đã chiếm dùng 3 quân xe mã tốt chiếm được cái hàng binh của bên đối phương, thì chúng ta sẽ tiếp tục sang cái bước 2, đó là dùng mã đuổi xe ở lộ 6 hàng binh, mục đích để chiếm cửa tường. Dùng mã thì chúng ta sẽ thoái con mã về. Anh em thấy cái hình cờ này chúng ta sẽ rất hay gặp trong thực chiến, là hình cờ bên đen sẽ sử dụng đối tượng này. Đấy, họ sẽ về biên này để mục đích là để thông cái con xe lộ 6 này có thể cơ động được di chuyển sang hai vế. Đấy, thì đến đây tuy nhiên thì với cái đường kiểu đứng tượng này thì anh em phải thấy là cái đối tượng này sẽ khá yếu, chúng ta về sau sẽ có thể khai thác được. Đèn bảo tướng chúng ta nhảy mã xuống lộ 6 bắt xe để truy kích con xe. Đấy, đến đây chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là chúng ta bên đen sẽ chạy xe qua lộ 2 qua lộ 4 để ngăn cản ngựa, thì chúng ta sẽ đánh đúng như cái chiến thuật chúng ta đề ra từ đầu thôi, đó là chuyển xe qua mặt để chiếm mặt thôi. Nếu trường hợp thứ hai là bên đen tiến xe lên, ví dụ như xét trường hợp thứ hai trước là bên đen chiếm xe lên, chạy xe lên, thì chúng ta có thấy là đối tượng này sẽ bây giờ sẽ là cái điểm khai thác của chúng ta, và nhảy chiếu đánh lòi tướng ra, sau đó xuống tốt. Anh em thấy đối tượng này đang rất yếu. Con xe lộ 6 thì không thể rời mặt được rồi, tại rời mặt là sẽ bị vỗ mặt cục ngay. Nên thoái xe về, thì chúng ta xuống tốt bắt đôi voi. Anh em phải thấy, đến đây thì bên đây lên voi chúng ta phế mã ngay để dùng xe tốt đánh cục. Nên đèn ăn thì chúng ta đâm chiếu, bên đèn thượng lên thì đã tốt vào. Bên đèn thượng lửa chúng ta chuyển xe qua. Đến đây thì bên đèn không cách nào có thể chống đỡ được rồi.
Xét đến trường hợp thứ hai là bên đen sẽ không giữ cái mặt đấy nữa và bỏ mặt, quyết định bỏ mặt. Bỏ mặt thì đơn giản người ta chiếm mặt ngay. Đấy, đúng như lý thuyết thôi. Đen đây gần như là những cái lớp cờ gọi là vu vơ của bên đen thôi, tại vì gần như là đến đây bên đen hết nước đi rồi. Và anh em để thấy đến đây thì gần như là bên đen hết nước đi rồi, chỉ có đi tượng và đi xe thôi, tất cả cây nó bị khống chế hết rồi. Thì đơn giản chúng ta sẽ xuống tốt. Bên đen không thể ăn tốt được, nếu như đi tốt 4 này mà bình 7 ăn sang cái con tốt của chúng ta ấy, thì đơn giản nó sẽ nhảy chiếu và chắc chắn là cục ngay. Đây thì bên đen tiếp tục về voi thôi. Thì cái chiến lược chính của chúng ta sẽ đá tốt vào và đâm chiếu thí con tốt này, kết hợp với mặt tướng để ăn vỡ sĩ ra và ăn thằng sĩ 6 và bắt chết xe. Trong người thôi mà bên đen không cách nào có thể chống đỡ được cả, cứ làm yên chờ chết thôi. Và đến hình cờ này thì chắc chắn là bên đen sẽ thua rồi. Vâng, vậy là cái tàn xe mã tốt đánh xe sĩ thượng bền thì mình xin rút gọn lại cho anh em là nó chỉ có hai trường hợp chính thôi. Đó là trường hợp mà một đó là sĩ cao và trường hợp hai là sĩ thấp. Thì với trường hợp sĩ cao thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta chỉ việc nhớ là chúng ta sẽ dùng mã đổi đôi sĩ, sau đó dùng xe tốt đánh chắc chắn là giành chiến thắng. Còn với cái trường hợp thứ hai là bên bên đen sử dụng sĩ thấp. Đấy, cái trường hợp này sẽ khó hơn và rất hay gặp ở trong thực chiến. Thì chúng ta chỉ đơn giản quy vào việc ba bước chính. Bước 1 là di chuyển xe mã tốt chiếm hàng binh. Mã tốt lưu ý là mã tốt ngược bên. Đấy. Bước 2 là dùng mã đuổi xe ở độ 6 ở hàng binh. Đấy. Mục đích chính là để chiếm cửa tướng. Đấy, cái cửa tướng ở trong cái tàn xe mã tốt này nó rất là quan trọng. Đấy. Sau đó xuất tướng khóa cây rồi dùng tốt thí để có thể phá đối sĩ của đối phương và bắt chết xe. Đấy. Đơn giản là cái tàn này chỉ đơn giản gói gọn là như vậy thôi. Vậy là video này thì mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Và hy vọng với cái tàn cuộc này là sẽ thêm một cái để giúp cho anh em thêm một cái kinh nghiệm thực chiến để có thể sử dụng trong thi đấu. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em nào cảm thấy hay thì có thể like và đăng ký kênh để giúp kênh Thăng Long Thủy Đạo và kênh Cửa Tướng Thanh Danh Thủ ngày một phát triển. Xin chào anh em.